Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay thì con cũng mời quý cô chú mình tiếp tục ghé một cái địa điểm giao lưu quen thuộc. Đây là vườn của chị Huy quý cô chú, bonsai cây cảnh Huy Hoàng, có địa chỉ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thì cũng giống như mọi khi quý cô chú, một cái clip của chị cũng giới thiệu đến mình phong phú đa dạng các loại cây. Hôm nay đặc biệt cũng có khá là nhiều cây ăn trái để cho mình lựa chọn quý chú. Đặc biệt có một cây mận Hoàng Yến rất là đẹp luôn. Thì con mời quý chú cùng xem trong clip hôm nay và yêu mến ủng hộ cho chị ha quý chú. Rồi em chào chị Huy ơi. Dạ em chào anh Khánh. Em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Thì hôm nay Bonsai Huy Hoàng em có một số loại cây bonsai ăn trái để giao lưu cùng quý cô chú anh chị, như là mận Hoàng Yến nè, rồi có cây khế, cây ổi, sơ ri và có chùm ruột nữa hả cô chú anh chị. Số dạ. Điện thoại để cô chú anh chị chốt đơn là 0939081082. Em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. À. Dạ rồi. Dạ để không mất thời gian của cô chú anh chị, em sẽ giới thiệu cây đầu clip của ngày hôm nay ha. Đây là một cây mận Hoàng Yến á cô chú anh chị. Đây. Cây này là già cây lắm luôn rồi, phơm tàn ấm mịn ha. Thì cây mận Hoàng Yến này là cây ghép nha cô chú anh chị. Đó. À, em ghép bo Hoàng Yến, còn cái gốc là gốc mận vườn mà gượng cái là nó già lắm cô chú anh chị ha. Mấy cái bo ghép là lớn lắm luôn ạ. Dạ. Rồi em xin phép đo thông số ạ. À. Lùng lừng ha chú, đế đẹp luôn. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 88. Có tán dài là được 98 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi em đo cái hoành thân. Đo ngay chỗ này nha cô chú anh chị là được 49 ạ. À. Em đo nhiều chi tiết cho mình rõ ạ. À. Dưới đây là được 65 ha. Dạ, cái đế nó rất đẹp của chú, đế gọn ha, gom lực. Rồi tổng cái đế nè, em kéo hết thước dây cho. Chưa hết đâu chị ơi. Rồi. Dạ. Rồi 100. Cái đế là được khoảng 115 á cô chú anh chị. 115 cô chú ạ. À. Rồi, đế đều tất cả các mặt luôn ha. Đây nè, đế đều lắm luôn. Bo ghép nè cô chú anh chị tham khảo nè, cái bo nó bên lớn nè, em đo luôn cái bo ha. Cho mình biết được độ già của cây á. Dạ cái bo ghép là khoảng 11 cm á. Dạ, 12 luôn rồi. Dạ, nó ghép 3 bo. Dạ. Đó mà bo nào cũng 11 12 cô chú anh chị. Đó, hai bo bự nè. Rồi. Gốc đều hết trơn liền lạc ha. Tàn là nó ấm mịn như lắm luôn. Dạ mã này là mã 1T hả cô chú anh chị. Thì cây mận Hoàng Yến này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 7.500.000. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn ạ. Rút cái chậu ra chị ha. Dạ khi ship thì em xin phép được rút chậu, em bó bầu á, cây này thì nó thuần lâu lắm nên cô chú anh chị yên tâm nha ha. Em đo đường kính chậu về cho cô chú anh chị. Có chốt được cây này thì mình mua chậu sang vô ạ. À. Dạ cây hiện nằm ở trong chậu có đường kính là 75 cm đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua khoảng chậu 8 ha. Chậu 8, chậu 7 thì mình sang vô vẫn được ạ. À. Mận Hoàng Yến của chú, trái rất đẹp ha chú. Màu đỏ rất đẹp luôn. Cây liền lạc hết, không có bị lỗi gì luôn đó cô chú anh chị. Dạ 7.500.000, còn nếu mà gần mình giao xe ở đây được thì mình tặng chậu luôn chị ha. Dạ dạ đúng rồi, cô chú anh chị nào là ở vườn em mà chở bằng xe tải thì em sẽ tặng chậu cho mình luôn. Hay là nếu mà gần em có ship xe tải được thì em sẽ ship luôn chậu cho cô chú anh chị ha. Dạ. Còn mà ở xa thì em sẽ bó bầu á. Rất là to quá chú ơi, bo ghép rất to luôn, 12 hoành cho một cái bo ghép luôn. Rồi đổi luôn giúp em hả chị. Dạ. Rồi tiếp theo là em lên mã là 2T á cô chú anh chị. Đây là một cây chùm ruột đó cô chú anh chị. Đây. Cây này là cây rin nè hả cô chú anh chị. Chùm ruột. Rất độc đáo chú. Cây này bonsai chùm ruột á. Dáng có tay cành nè, tụi em đã điểm dây rồi cô chú anh chị, gốc nằm nữa nè. Cốt cành lớn ha. Dạ. Trời, cây có chiều cao lên đây là được 75. Cái tán dài là được 70 hết cô chú anh chị. Dạ. Cái này là tại em chở về á, cái gió nhiều quá nên cái lá nó hơi bị cũ quá cô chú anh chị. Cái vành thân em đo ngay đây là 26 ạ. À. Rồi tổng vành đế em đo hạo như thế này đây là được 60 hết cô chú anh chị. Đó. Dạ rồi. Cái đế nó còn lớn ở đây nè, em chỉ đo cái phần sát ở trong thôi à. Tay cành lớn lắm á cô chú anh chị, chùm ruột cho trái chùm gì nè cô chú anh chị. Đây. Cái này một phần là do gió nên lá nó hơi rụng cái đầu này nha cô chú anh chị. Về nhà mình thì nó ra lọc non lại à, cây nó thuần chậu nên cô chú anh chị yên tâm nha. Thì mã này là mã 2T, cây chùm ruột này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 2.100.000. Đó, thì em bao ship toàn quốc luôn á cô chú anh chị. Đây. Dạ, chùm ruột nó cho trái trong thân ra nha chú, cho trái từ trong mấy nhóm này ra, nó treo chùm rất đẹp luôn. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi, em xin phép xuống cây ạ. À. Cái nào mà không rõ thì cô chú anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em đi để em cung cấp hình ảnh lại cho mình ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 3T á, em có một cây ổi á cô chú anh chị. Thì
Ổi này là ổi lê hết cô chú anh chị. Này. Dạ. Cây. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 52. Dạ có tán dài là được 51 đó cô chú anh chị. Cái phần thân cây là được 20 nè. Cây có cái phần đế đó, cô chú anh chị em đo. Đây nè, đế nha, đế nôm như vậy nè. Có hai tay em chụm không hết ha, thì tầm bốn mấy 50 đó cô chú anh chị. Đó, mặt này đế nôm lên luôn ha. Thì tay cạnh em đã vẽ hoàn thiện rồi. Thì cây này cái lá nó cũ á, về nhà cô chú anh chị có thể lặt lá đi cho nó ra lập non á, nhìn nó cũng đẹp hơn hết cô chú anh chị. Đây mã này là mã 3T. Cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 950 em bao ship hết cô chú anh chị. Đó, 950.000 em bao ship ạ. Dạ, rồi, tiếp tục chú rồi, em luôn. Em xin phép xuống cây luôn ạ. 950 của cô chú ơi. Dạ. Thì cô chú anh chị mua cây nhà em cũng biết rồi ha, mấy cây mà có chậu xi măng là em xin phép được rút chậu bó bầu hết cô chú anh chị. Cây nhà em là nó thuần hết nên mình yên tâm đi ạ. Dạ, tiếp theo là mã 4T. 4T em tiếp tục có một cây me cô chú anh chị, me chua ha. Tại cây này là được cái là tàn ấm mịn với cốt cành nó lớn á cô chú anh chị. Nuôi thì cũng mấy mùa rồi ạ. Rồi em đo thông số luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 38. Dạ, tán ngang là được 50 hết cô chú anh chị. Còn tổng cái tán dài là được 82 ạ. Dạ. Tay cành lớn cho chút xiết dây. Cái này về cô chú anh chị có thể tháo dây ra được luôn nè. Để em đo cái hoành thân ngay chỗ này đi. Rồi em đo ngay đây là được khoảng 20 á cô chú anh chị. Này, cái phần cũ dưới đây nó lớn hơn nữa nè. Cây có cái độ co quái nhìn rất là viên cây của cô chú anh chị. Dạ. Cốt cành lớn dữ lắm luôn. Cây này cô chú anh chị về sang chậu ha thì nhìn cây nó sẽ đẹp hơn. Rồi mã này là mã 4T. Cây me này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 1.500.000 luôn hết cô chú anh chị. Đó, 1.500.000 em bao ship cho mình luôn á. Thì chậu thì em xin phép được rút chậu bó bầu ạ. Dạ rồi, đổi giúp dạ em. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 5T. Em có một cây khế cô chú anh chị. Đây là khế chua em ghép với khế nhật ha. Đó, mấy cây nhà bonsai ăn trái nhà em đều là cây thường chậu hết nên cô chú anh chị yên tâm về độ sống đi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 62. Dạ, có tán dài là được 48 á cô chú anh chị. Dạ, cái hoành thân em đo ngay đây là được 21. Rồi cái phần cũ nha cô chú anh chị, phần cũ là được 38 nè, sẵn đây em đo hảo cái đế luôn nha cô chú anh chị là được 70 ha. Này, cây này mắt ghép thì em ghép được 3 bo, mấy cái bo ghép thì nó cũng đã lớn rồi. Cây nguyên một cái củ đặc rất là duyên luôn á cô chú anh chị. Cây đang ra lọc non á, ra lọc là nó sẽ cho trái, cho hoa rồi kết trái á cô chú anh chị. Này. Dạ. Mã này là mã 5T á cô chú anh chị, thì cây khế này em giao lưu với mình với giá 1.200.000 ha, 1.200.000. Giá em nêu ở đây là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn rồi đó. Chậu thì em sẽ rút chậu em bó bầu cho cô chú anh chị ạ. Dạ, dạ. Rồi. Tiếp tục luôn. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 6T. 6T thì em lại giao lưu với cô chú anh chị là mai chiếu thủy trung nu. Thì mấy cây này là cô chú anh chị nào mà ở gần thì em sẽ ship chậu cho mình luôn hết cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 23 và có tán dài là được 48. Dạ, mai chiếu thủy trung nu ạ. Cái hoành thân là 16 cô chú anh chị. Em đo ngay cái eo ha. Rồi để em đo cái phần đế nở ra cho cô chú anh chị gõ là được tới 33 á. Đó. Dạ. Cây này là đế nở đều tất cả các mặt đó cô chú anh chị. Đây nè, em nghiêng cho mình nhìn được cái dàn xương ở bên trong á, cốt cành lớn á cô chú anh chị. Thì những cây mai chiếu thủy này nó tương tự như vắn bài với cô chú anh chị ha. Mã này là mã 6T. Thì cây mai chiếu thủy trung nu này em giao lưu với mình với giá 1.200.000, 1.200.000. Em bao ship cho cô chú anh chị luôn, thì ship chậu luôn á cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu ha. 6T 1.200.000 ạ. Dạ. Rồi. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 7T, cũng là mai chiếu thủy trung nu luôn. Thì cây này cũng có giá 1.200.000 luôn, cả cây lẫn chậu, bao ship bao chậu. Cô chú anh chị mua hai cây thì em bớt tiền lại cho mình ha. Cây có chiều cao lên đây là 23. Dạ, có tán dài là được 48 á cô chú anh chị. Mai chiếu thủy trung nu. Mấy cây này là thuần chậu rồi đó cô chú anh chị. Đây. Dạ, hoành thân ở đây là được 18 ha. Cây nào thì đế nó cũng nở ra hết trơn luôn. Dạ, hoành đế thì được 30 á cô chú anh chị. Này. Cái chi rất to của chú ha. Dạ. Yeah, đây em nghiêng cho mình tham khảo được cái dàn chi ở trong đó cô chú anh chị. Đó, phơm tàn ấm mịn ha. Nè, em nghiêng ở đây nè, nhìn cô chú anh chị nhìn cho rõ được cái dàn xương ấm mịn ở đây nè. Thì mai chiếu thủy cô chú anh chị muốn làm hoa thì lặt lá cho em ha. Lặt lá hết đi rồi bắt đầu. Nó có hoa màu trắng thì rất là thơm luôn. Dạ, giá cũng là 1.200.000. Em bao ship luôn nha cô chú anh chị, ship cả chậu. Dạ. Rồi. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Đổi giúp em luôn. Dạ, tiếp theo là mã 8T. 8T thì em tiếp tục giới thiệu với cô chú anh chị là dành đó cô chú anh chị.
Rồi dành dành ha. Thì cây này là những cây sữa thăng á, phơm tàn bữa nay thì nó ấm mịn nhiều rồi ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 34. Nó có bóp đủ rồi nè chị ha. Nhiều dạ. Đủ luôn rồi nè. Có cái tán dài là được 47 á cô chú anh chị. Có mấy cái nụ rồi nè. Bên đây bên đây cũng có nụ nữa nè cô chú anh chị. Này cây dành dạ, dành này đây. Đang có nụ hoa nhiều lắm luôn. Này. Chuẩn bị cho hoa rồi. Rồi hoành thăng ở đây là được 20 á cô chú anh chị. Em đo cái hoành đế ha. Dạ hoành đế là được 45. Ở cây này đế có nè. Đường thăng thì co lắc đó cô chú anh chị. Đó tay cành thì tụi em đã điện dây rồi đó. Rồi cây thì đang cho hoa luôn. Dạ mã này là mã 8T ha. Thì cây dành dành này em giao lưu với mình với giá là 900 ngàn đó cô chú anh chị. 900 ngàn em bao ship cho mình luôn ha. Đó chậu thì em xin phép được rút chậu bó bầu ạ. À. Dạ rồi. Dạ tục. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 8T cũng là một cây dành dành luôn đó cô chú anh chị. Này. Rồi cái cây này thì cái củ dưới đế đẹp á cô chú anh chị, có điều cái dặn tàn thì nó không bằng cây nãy ha. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Cái này chơi một cốt hơn. Có tán dài là được 50 á cô chú anh chị. Ủa cái này đế nôm lên rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị. Cái phần đế nôm là được 48 ha. Còn cái phần thân ở đây là được 25 á. Cái đường thân nó lắc lượng nhìn duyên lắm á cô chú anh chị. Rồi yeah. Mã này là mã 9T á cô chú anh chị. Thì cây dành dành này em giao lưu với mình với giá là 850 ngàn. 850 ngàn em bao ship. Cây này thì nó đang ra lọc non nhiều lắm đó cô chú anh chị. Rồi 850 ngàn ha. Mua hai cây em bớt cho mình 100 ngàn luôn đó cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là mã 10T á. 10T em có một cây sori với cô chú anh chị. Đây là sori Thái á. Cây nó đang có hoa nè cô chú anh chị. Nó hoa thì nó ra tự nhiên ha. Nó ra hoa rồi nó sẽ đậu trái cho mình nè. Đấy cây thì nó thuần chậu rồi. Em đo thông số luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 49 nè. Dạ có tán dài ở cô chú anh chị là được 82 ha. Cây này phơm tàn ấm mịn luôn ạ. Cái phần thân của cô chú anh chị em đo cây này. Phần thân em đo hảo hảo ở đây là được khoảng 10-15 như cô chú anh chị ơi, nó có vướng rễ á. Dạ. Đo sát ở dưới đây cho nó chi tiết hơn. Đo ở đây thì được khoảng 12 à cô chú anh chị ha. Ở trên đây thì nó bị vướng rễ. Rồi. Nó tay cạnh nó lớn, nó già cây lắm đó cô chú anh chị. Hiện thì cây đang cho hoa nhiều chỗ à. Mã này là mã 10T với cô chú anh chị. Thì cây sori này em giao lưu với mình với giá là 1.100.000 ha. 1.100.000. Em bao ship cho cô chú anh chị. Chậu thì em sẽ rút chậu bó bầu của cô chú anh chị. Này 1.100.000 ạ. Dạ rồi. Dạ rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 11T. Em cũng có một cây sori Thái luôn. Đó mấy cây này là thuần chậu hết. Phơm tàn ấm mịn, tay cạnh là lớn. Em điệm 2-3 lần dây rồi đó cô chú anh chị. Đó, tháo ra rồi điệm lại cho mình ha. Để cho tàn nó ấm nó đẹp. Và cây có chiều cao lên đây là được 44. Có cái tán dài của cô chú anh chị là được 70 luôn ạ. Rồi cái phần thân ở đây em đo là được 12 nè. Cây này thì nó có cái đế đặt đó cô chú anh chị. Cây nãy thì đế ngơm, cây này đế đặt ha. Mã này mã 11T á. Thì cây sori này á, em giao lưu với mình cũng giá 1.100.000 luôn nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị ưng cây nào thì cứ liên hệ số điện thoại em. Mà mua hết hai cây thì em sẽ bớt tiền lại cho mình đó cô chú anh chị. Đó. Dạ. Mã này là mã 11T ha. 1.100.000 luôn ạ. À. Dạ, dạ rồi em xin phép xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 12T á cô chú anh chị. Thì em giới thiệu với mình là Linh Sam. Linh Sam Song Hinh. Đó mã này mã 12T cây già thường chậu luôn rồi. Cây có chiều cao lên đây là được 30. Dạ. Có tán dài của cô chú anh chị là được 69 ha. Đó. Hoa màu tím như thế này nè cô chú anh chị. Nó cây nó già nó tự ra hoa ha. Rất là dễ trồng luôn, mình trồng ở đâu cũng được hết. Dạ hoành thân là 18 à. Mã này mã 12T ha. Thì Linh Sam Song Hinh này em giao lưu với mình với giá là 650.000 đó cô chú anh chị. 650.000 em bao ship ạ. À. Đài. Cây cốt cành già lắm đó cô chú anh chị, thân nó cũng to nữa nè. Dạ rồi. Rồi em xuống cây luôn đó cô chú anh chị. Nuôi cũng khá lâu rồi cô chú ơi. Mã 13T ha, cũng 650.000 luôn cô chú anh chị. Nào mà mua hai cây thì em bớt lại cho mình 100.000 hết cô chú anh chị. Linh Sam Song Hinh nè. Cây có chiều cao lên đây là được 42. Sam thì dễ chăm dễ. Dạ chơi. Có tán dài là được 60 đó cô chú anh chị. Cái hoành thân là được 17 ha. Mã 13T. Rồi cây này thì 650.000 luôn. Mua hai cây em bớt cho cô chú anh chị 100.000. Dạ. Bớt giá mà vẫn bao ship nha cô chú anh chị. Cây nó thuần lâu lắm nên cô chú anh chị yên tâm giùm em đi ạ. Rồi đổi giúp em luôn. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Cái này cô chú chơi mà lỡ không tới dạ. Vài ba bữa cũng không sao chú. Dạ tiếp theo là mã 14T. Cũng là một cây Linh Sam Song Hinh luôn. Em còn mấy cây Linh Sam Song Hinh này hả cô chú anh chị. Cây nó già dữ lắm. Cây có chiều cao lên đây là được 33. Dạ có tán dài là được
55 đó cô chú anh chị. Đó, mấy cây này là bay hai cạn ha. Rồi hoành thân là được 17 đó cô chú anh chị. Thì cây này là giá 650.000 luôn hả cô chú anh chị. Đó, mã này là mã 14T. Mấy cây linh sam này già lá về cô chú anh chị muốn làm hoa thì đừng có tưới nước giùm em ha. Không ơi mình lặt lá hết rồi giờ mình bắt đầu mình tưới nước lại thì cũng có hoa nữa cô chú anh chị, hoa màu tím à. Dạ. Rồi. Dạ rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 15T đó cô chú anh chị, thì em có khế nè, khế chua ghép với khế nhật ha. Đó, mấy cái cây này thì nó đang ra lập non chuẩn bị cho trái cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 37. Và có tán dài là được 47 ạ. Rồi, cái hoành thân của cô chú anh chị là được 20. Cây này có cái phần thân rễ đưa ra đây nhìn rất là quái cây ha. Rồi cây này thì em giao lưu hôm nay là 600.000 đó cô chú anh chị, 600.000 bao ship luôn. Ồ có trái này cô chú anh chị, mấy cái trái này em ship nó rụng ha. Thì về nhà cô chú anh chị nó có ha rồi nó cho trái lại nên mình yên tâm về cái độ trái đi ha. Khế nhật là trái quanh năm luôn ạ. Dạ, siêu trái. Dạ rồi, em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 16T với cô chú anh chị, cũng là cây khế luôn. Thì cây này là dáng trực nè. Đó, về cô chú cây này cũng đang cho trái nhỏ nhỏ nhiều lắm đó cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 52. Dạ có tán dài với cô chú anh chị là được 55 ha. Thầy khế nhật là trái nhiều lắm đó cô chú anh chị. Cái này về mình trồng thẳng là cây có hoành thân ở đây là được 28 đó cô chú anh chị. Mã này là mã 16T ha. Thì cây khế này em giao lưu với mình với giá là 650.000. 650.000 em bao ship luôn. Cây này ánh tạng cô chú anh chị đang cho trái nhiều ở trên cây với cô chú anh chị. Đây. Khế thì em ship vài ngày thì nó vàng rụng lá cô chú anh chị, về nhà mình nó cho lọc non như thế này đây nè. Rồi nó cho bông kết trái bình thường ha. Thì cây em bán bao sống bao ship luôn nên cô chú anh chị yên tâm đi ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, em xin phép được xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 17T với cô chú anh chị. Thì cũng là một cây khế nữa. Đây là khế chua em ghép với khế nhật luôn. Dạ, này. Gốc rất quái luôn. Này thôi. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 52. Dạ có tán dài là được 50 hết cô chú anh chị. Cây này là hai thân, thân lớn thân nhỏ liền đế. Hoành thân ở đây là được 32 hết cô chú anh chị. Còn hoành đế ha. Dạ hoành đế là được 50. Dạ cây khế này thì em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 800.000 á. 800.000 em bao ship cho mình nè. Trái khế nhật có cô chú anh chị. Đó, nó còn lớn lên nữa ha, mình ăn vô nó có vị chua á. Mấy cái trái này em ship nó có thể rụng á. Về nhà cô chú anh chị nó cho trái lại à, khế nhật cho trái hoài luôn á, mình yên tâm hết cô chú anh chị. Này. Rồi. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo thì em có kim quýt đó cô chú anh chị, mã này là mã 18T ha. Thì em có cây kim quýt. Cây kim quýt này nó đang cho bông cho trái nhiều lắm cô chú anh chị ha. Thì cái gốc này là gốc kim quýt vườn em ghép với kim quýt Thái. Đó, cây dáng bonsai cô chú anh chị nguyên một cái gốc nằm luôn. Cây này về cô chú anh chị sang chậu nhỏ nhỏ mình để trên bàn vẫn được đó cô chú anh chị. Để em đo thông số à. Và cây có chiều cao lên đây là được 28. Cái tán dài của cô chú anh chị là được 50 ha. Đây nè hoa đây nè cô chú anh chị. Yeah, hoa rồi trái. Trái li ti nhiều dữ lắm luôn, trái lớn cũng có nữa. Cây này là bao trái luôn. Dạ hoành thân em đo ngay đây là được 17 nè. Đó, cây nó cái gốc nó nằm ở chung chú anh chị. Đó, nhưng mà nó được cái là nó già thân dữ lắm luôn. À, mấy cái mắt ghép thì nó lớn ha. Mã này là mã 18T á. Thì cây kim quýt này á, em giao lưu với mình 800.000 đó cô chú anh chị. Nó 800.000 em bao ship cho mình luôn ạ. À. Dạ, rất dễ thương cô chú ơi. 800 thôi. Dạ rồi. Rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. À. Đổi luôn chị ơi. Dạ tiếp theo là mã 19T thì em có một cây đề trắng đó cô chú anh chị, hay là gọi là lâm dồ, mà cái loại này là loại đọt đỏ cô chú anh chị ha. Thì cây nó đã thường chậu em đã nuôi tay cành được một thời gian rồi ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 35. Dạ có tán dài là được 45 ạ. À. Dạ. Nguyên một cái hoành đế ở đây á cô chú anh chị là được 39 ha. Này, dạ. Cái đọt đỏ này cô chú anh chị tham khảo ha. Thì mã 19T ha, thì cái gốc này em giao lưu với mình với giá là 500. 500 em bao ship cho cô chú anh chị luôn á cô chú anh chị ha. Cây nó thường chậu. Nè, có tay cành sẵn này về cô chú anh chị có thể chiết lại mình vô dây lại theo kiểu của mình ha, hay là dạ. Đó. Tay cành nó siết rồi chú ha. Có đầy đủ dây cành hết. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 20T, cũng là một cây lâm dồ luôn. Đó, cây đề trắng á. Cái đọt này thì không phải đọt đỏ cô chú anh chị. Đọt này cũng là đọt đỏ đó chị. Đây. Đỏ luôn rồi nè. Lá nó già dạ, đi. Dạ. Tại lá nó già cô chú anh chị chứ cây này cũng đỏ luôn rồi. Cây có chiều cao lên đây là được 50 ạ. Dạ thì nó có xanh lại. Tán dài là được 55 đó cô chú anh chị. Nguyên một cái hoành đế ở đây là được 56 ha. Rồi, mã này là mã 20T đó cô chú anh chị. Cây này 600 em bao ship ha. Thì cây á
đây là hàng khai thác của cô chú anh chị nên nó có những cái vết lũa tự nhiên đó cô chú anh chị, về mình xử lý tha keo lại ha thì cây nó sẽ đẹp hơn à. Rồi tay cành thì nó có sẵn rồi, mã này là mã 20T, 600 em bao ship, mà cô chú anh chị mua hai gốc này thì em bớt cho mình 100.000 ha. Dạ. Chậu thì em xin được phép đút chậu bó bầu ạ. Thì đây cũng là mã cuối clip của bonsai Quy Hoàng nhà em hôm nay á cô chú anh chị. Em chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra xem clip nhà em và mua cây ủng hộ em. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh bonsai Lục Tỉnh Miền Tây vào những clip sắp tới ha. Em xin chào ạ. Dạ, rồi. Em chào chị luôn. Con cũng kính chào quý cô chú ha. Quý chú xem kênh nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục theo dõi và giao lưu những clip mới nữa ha quý chú. Con xin hẹn gặp lại.